Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cần thay đổi để tránh sụp đổ AFA tiếng Việt ngày 30 tháng 5 có bài phỏng vấn kinh tế gia Bùi Kiến Thành về tình hình chính trị Việt Nam với tựa đề Việt Nam tiến tới cuộc đổi mới và tìm bệnh căn cho khối ung thư phải gỡ bỏ Hình ảnh bài trên AFA Theo kinh tế gia Bùi Kiến Thành, Hoàn cảnh ở đại hội 6, lúc đó Đảng Cộng sản chưa thể nào thấm nhuần được nền kinh tế thị trường là như thế nào. Vì vậy văn kiện nghị quyết của đại hội Đảng mới có những cái đuôi đi tiếp theo viết rằng nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, chưa dám nói rằng đây là nền kinh tế thị trường. Kinh tế già Bùi Kiến Thành cho rằng Việt Nam cần đi tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh chứ không phải là một xã hội độc đảng. Đây là công việc mà Việt Nam cần phải làm để hội nhập cùng thế giới. Cố gắng bài trừ tham nhũng đã được Đảng Cộng sản đặt ra cách đây ít nhất 10 năm. Việt Nam đã đạt được phần nào nhưng thực sự nó chưa phải là căn cơ. Căn cơ ở đây là ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản đã bị những con sâu mọt, con virus tham nhũng ăn sâu vào trong cơ chế, trong xương tủy của Đảng Cộng sản. Vì vậy, lãnh đạo của Đảng phải nhìn cho rõ căn bệnh, căn cơ của mình là như thế nào để mà giải quyết chứ không phải là chỉ đốt một vài cành củi hay đốt cái này cái nọ lặt vặt. Kinh tế gia nhận xét, một trong những vấn đề tham nhũng căn cơ của Đảng Cộng sản chính là đạo luật đất đai của Việt Nam. Chính sách này là một trong những nguồn tạo ra tham nhũng ở đất nước này. Vì vậy, kinh tế gia cho rằng phải xóa bỏ luật đất đai đó đi, làm một luật đất đai mới hoàn toàn trả lại quyền sở hữu tư nhân về đất đai cho người dân. Căn cơ thứ hai là theo kinh tế gia là cơ chế quản lý đảng viên, đừng tạo điều kiện cho đảng viên mua quan bán chức, khi có được chức quyền thì đàn áp, áp đảo nhân dân. Một vấn đề nữa đó là đảng chỉ đạo cho bên chính quyền, các bên lập pháp, hành pháp, tư pháp nữa thì đó không còn là dân chủ, rất khó chấp nhận. Nhà nước pháp quyền là phải tam quyền phân lập, tư pháp phải được độc lập để công lý được thực thi, để xét xử được công bằng chủ tịch ủy ban nhân dân là đại diện cho dân, thế mà bị lãnh đạo bởi đảng, ở đây là bí thư đảng chỉ đạo mà cái mô hình này còn đi vào tới tận bệnh viện, trường học, thậm chí là doanh nghiệp, đủ chỗ thì như vậy đâu còn là dân chủ nữa. Hình ảnh đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Kinh tế gia đánh giá một điểm chưa rõ là hệ thống quản lý của đảng đối với đảng viên được quy hoạch và những đảng viên đó phải có tinh thần như thế nào đối với trách nhiệm quyền hạn của mình. Nếu không có sự thay đổi thì sẽ dẫn đến đổ vỡ như các đảng cộng sản khác trước đây. Kinh tế gia cho rằng chúng ta phải hiểu rằng triều đại hưng vong là do ở con người, mà con người đó chính là chúng ta. Và trong chúng ta có những người có quyền hành, có những người chưa có quyền hành nhưng cũng có ý kiến chứ không nên chờ đợi đến lúc đổ vỡ hết cả kinh tế già nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng phải cố hết sức đi cần tận nhân lực anh làm được cái gì thì phải ráng hết sức làm thì lúc đó mới tri thiên mệnh tới lúc ấy sẽ thấy trời đất ra sao vận nước cụ thể thành quả thế nào đừng ngồi đó mà nói rằng tôi không làm được tôi không có quyền tôi không có lực tôi không có thế này thế khác rồi than thở cái đó không có và không được mọi người phải tận nhân lực phải tận nhân lực trong một tinh thần tích cực chứ không phải trong một tinh thần phá hoại một nền tự do dân chủ mỗi người công dân việt nam đều phải có trách nhiệm với đất nước không thể nào để cho sống chết mặt bay ai làm bậy gì thì làm trong khi nếu như mình có thể góp ý được thì mình góp ý ở trong một tinh thần thực sự cầu thị và cầu tiến kinh tế gia chỉ ngại rằng có một số bạn tự cho mình giỏi hơn người khác một đằng là không thèm nói ra mặt khác lại là quá khích cần phải có một tinh thần hợp tác cầu thị để cùng nhau đưa đất nước vươn lên để tìm ra con đường sống, con đường tiến cho cả một dân tộc, chứ không phải chỉ là chỉ trích, chê bai, thiếu xây dựng hoặc là một thái độ khác là cầu an. Thông điệp của Kinh tế gia gửi đảng Cộng sản là nếu thấy vấn đề gì chưa thoáng thì phải làm mọi cách để cho nó thông thoáng, nếu thấy cái gì thiếu sót thì tìm mọi cách để mà sửa sai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Việt Nam cần thay đổi để tránh sụp đổ. Việt Nam cần chủ động hơn để đối phó với sự leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 26 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài Không thể tin tưởng Trung Quốc, Việt Nam cần chuẩn bị đối phó chủ động hơn với chiến thuật vùng xám mới. Hình ảnh bài trên AFA. Theo đó, Trung Quốc vừa mở một cuộc tập trận cường độ cao ở Biển Đông với một đội tàu hải quân được cho là khá mạnh tham gia. Một tàu khu trục lớn 10.000 tấn lớp 055 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA dẫn đầu. Trong bối cảnh mà truyền thông Trung Quốc gọi là căng thẳng gia tăng, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 23 tháng 5 và Hoàn cầu Thời báo hôm 24 tháng 5 đưa tin tàu khu trục Type 052 đi Trường Sa và các tàu khu trục Type 054A Liễu Châu và Nhạc Dương trực thuộc lực lượng hải quân của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam PLA kết hợp với sự dẫn dắt của tàu khu trục lớn nói trên đã tiến hành một cuộc tập trận phối hợp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa trong hơn 80 giờ kéo dài trên 4 khu vực trong 4 ngày 3 đêm, AFA cho biết. Diễn biến này xảy ra vào thời điểm mà tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh Trung Quốc triển khai đèn báo hiệu tại quần đảo Trường Sa mà đã bị Việt Nam lên tiếng phản đối. Hình ảnh bản tin tiếng Anh về cuộc tập trận mới này của Trung Quốc. AFA dẫn lời nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt cho biết Trung Quốc sẽ luôn luôn quấy nhiễu, đe dọa những quốc gia khác ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của chính quốc gia đó. Ông Việt cho rằng cuộc tập trận này mang nhiều hàm ý, Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh là một cường quốc vô địch muốn độc chiếm biển Đông. Do đó, nếu quốc gia nào dám phản kháng thì sẽ phải đối diện với sức mạnh của Trung Quốc. Đối với Mỹ, họ gửi một thông điệp khác rằng vùng biển này là ao nhà của Trung Quốc. Trong khi đó, AFA cho biết từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, Trung Quốc lại cử tàu huấn luyện thích kế quan của Hải quân thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Nhận xét về sự kiện này, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho biết Việt Nam không thể tin tưởng các tín hiệu trái chiều của Trung Quốc bởi vì không phải là bây giờ hay mới gần đây mà trong suốt thời gian rất dài, ít nhất là từ năm 1990 cho đến bây giờ, Trung Quốc luôn luôn có lối hành động cư xử như vậy tức là nói một đằng làm một nẻo. Hình ảnh báo chí Việt Nam quan ngại. Nhận định về thời gian tới đây, theo ông Việt, những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ không bao giờ giảm bớt. Trung Quốc sẽ tiếp tục những hành động đe dọa và đe dọa quân sự bằng cách một mặt là thông qua các cuộc tập trận và gửi thông điệp đe dọa qua đó. Và thứ hai là họ vẫn tiếp tục các hoạt động với chiến thuật vùng xám để thể hiện tham vọng Ví dụ như việc Trung Quốc đưa tàu Hướng Dương Hồng 10 vào quấy nhiễu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Việt nhận định Trung Quốc sẽ nâng tầm của chiến thuật vùng xám này, đây là điều mà Việt Nam nên quan tâm. Việt Nam đã từng đối phó chiến thuật vùng xám của Trung Quốc rất tốt hồi năm 2014, nhưng trong tình hình mới thì phải chuẩn bị tốt hơn và cần phải tăng cường sự ủng hộ của quốc tế, cần phải lên tiếng sớm cho quốc tế biết. Ông Việt cho rằng việc tàu hướng dương Hồng 10 vào từ đầu tháng này, nhưng mãi gần đây Việt Nam mới cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng thì như thế là quá chậm. Trung Quốc là một thế lực đang lên và đang gây quan ngại, lo ngại với rất nhiều quốc gia trên toàn cầu, cũng như khu vực. Việt Nam cần tiếp tục làm tốt việc củng cố an ninh bờ biển của mình, tiếp tục làm tốt như hồi năm 2014, đèo bám theo dõi quyết liệt tàu thuyền của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế, cũng như chuẩn bị tốt cho dư luận ở trong nước. Có sự chuẩn bị tốt và chủ động sáng tạo sẽ giúp cho việc đối phó, ứng phó với sách lược thủ đoạn vùng xám của Trung Quốc một cách hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam cần chủ động hơn để đối phó với sự leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d